Đi học về là em đi học về. Em vào nhà em chào ba mẹ. Ba em khen rằng em rất ngoan. Mẹ âu yếm cho em 5.000. Trời ơi, cho gì mà cho 5.000, làm sao mà đủ nạp phai phai đây trời, phải 20.000 cơ. Mẹ nghe thấy lấy cái gậy đánh vào đầu em 20.000. 20.000 này.